Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã ra cáo trạng truy tố Trần Thanh Hải, 34 tuổi, về các tội giết người, hủy hoại tài sản. Nguyên nhân sâu xa của vụ án là bởi tranh chấp đất, nguyên nhân trực tiếp là từ chuyện đòi lại chiếc áo. Theo cáo trạng vụ án, khuya ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021, chị Đặng Thị Kim Oanh, 18 tuổi, Danh Thị Hạnh Minh, 42 tuổi, Trần Trọng Bình, 31 tuổi và Nguyễn Thị Ngọc Tê, 15 tuổi, cùng chú tại huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến trước nhà Trần Thanh Hải ở xã Kim Long, huyện Châu Đức để đòi lại chiếc áo cho ông Đặng Văn Điền, cha chị Kim Oanh. Lý do là giữa ông Điền và bà Nguyễn Thị Vân mẹ của Trần Thanh Hải có xảy ra mâu thuẫn, cái cọ vì tranh chấp đất vào chiều ngày 6 tháng 12 năm 2021. Quá trình cãi nhau, bà Vân có lấy chiếc áo khoác của ông Điền. Khi hay tin cha mình bị mẹ Trần Thanh Hải lấy áo, chị Kim Oanh đã rủ những người kể trên đến nhà Hải để đòi lại. Tại đây, giữa hải và anh trần trọng bình xảy ra mâu thuẫn nên hải vào nhà lấy hai con dao xông ra thấy vậy nhóm của chị kim oanh bỏ chạy hải đuổi theo chị danh thị hạnh minh đâm một nhát vào bụng tiếp đó đâm nhiều nhát vào vùng cổ vùng ngực và đùi chị kim oanh làm chị này gục xuống đường và quay lại đâm tiếp nhiều nhát vào người chị danh thị hạnh minh sau đó hải vào nhà lấy xăng đổ lên xe máy của chị kim oanh châm lửa đốt và kéo chị này vào trong đám cháy khi thấy chị oanh bị cháy hải lại vào nhà lấy nước dập lửa sau đó Hải lấy bao tải cuốn người chị và trở đi giấu dưới một cái giếng hoang cách hiện trường chỉ 200 mét. Hải đã ở cùng thi thể nạn nhân suốt đêm ngày mùng 7 tháng 12 và đến khuya ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 thì ra đầu thú. Chị Kim Oanh chết do vết bỏng toàn thân kèm đa vết thương ở vùng cổ, gây thủng khí quản, thủng phổi. Còn chị Danh Thị Hạnh Minh thương tích 59%. Theo tìm hiểu, trước đây gia đình chị Kim Oanh ở sát nhà Hải và hai bên có xảy ra tranh chấp danh giới đất. Sau đó gia đình chị chuyển đến nơi khác sinh sống nhưng việc tranh chấp đất vẫn còn. Cũng vì vụ tranh chấp đất, Hải từng đánh chị gái của Kim Oanh và bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù. Trong khi chờ thi hành án thì Hải lại gây ra án mạng như trên.